Hello, xin chào mọi người nha. Lại là mình đây. Hôm nay mình giới thiệu hai mẫu máy. Bên này là Beck Marvel, bên kia là Babyfit. Mẫu này lớn hơn, mẫu Babyfit này thì nhỏ hơn. Mẫu Beck Marvel này thì có thể chứa vừa 3 đến 4 em là 7 kg. Còn bên kia thì khoảng 2 em 5-6 kg. Đó, thì trước tiên là đi vào chỗ Beck Marvel này trước nha. Như các bạn đang thấy trên màn hình đây, nút nguồn này, nút chọn chế độ khử khuẩn ozone, và đây là chỉnh quạt, cái này là núm vặn. Đây, bây giờ mình tắt đi nha. Rồi bật lên này, chọn chế độ 40 phút hoặc là 60 phút. Sau đó chúng ta ấn vặn tối thiểu là 0 phút này, tối đa là 120. Chỉnh quạt này có 3 mức quạt, chúng ta để một lúc nó sẽ tự chạy. Đó, khi chạy thì đèn nó sẽ sáng lên. Cơ chế cũng rất là đơn giản thôi, có một cái quạt chính giữa các bạn đang thấy đó. Có cái quạt chính giữa bạn đang thấy thì gió nó sẽ hút vào đó, hút vào đây và mang theo hơi nước, mang theo lông. Sau đó là gió nó sẽ cuộn theo cái đường vào trong, xuống phía dưới này. Phía dưới này nó có một cái thanh nhiệt này. Đó, thì là cái thanh nhiệt này nó sẽ cấp nhiệt cho cái lồng này và nó sẽ đốt hơi nước đi. Sau đó là gió nó sẽ cuộn lên lại cái tấm sàn này. Đó. Đây, tức là gió nó sẽ từ phía trước này, nó hút vào trong này, nó cuộn xuống dưới, ngược này lại, đó, nó chỉ vậy thôi. Nắp chốt gài này, kính ở trong đó. Rồi, cái tấm lưới này có thể lấy ra được này. Đó, thì lông nó sẽ mắc vào đây là mình sẽ vệ sinh được, mang ra rửa được. Còn đây các bạn thấy quạt gió nó hút vào này, vào camera thì nhìn rất là khó nhìn, nhưng mà ở ngoài nhìn rất là rõ cái quạt gió này. Đấy, quạt này là dạng quạt ly tâm đây, quạt sò á, nó hút gió xuống, cụm xuống như này, nó thổi lên đây này, các bạn thấy này. Và cái lồng này nó rất là rộng nha. Rồi để mình lắp cái này vào đó. Lồng này rất là rộng này. À, như ô gạch nhà mình là ô gạch 60. Thì cái này khoảng bằng một ô gạch đấy. Là khoảng là 50 đấy. Rất đẹp, rất hiện đại. Có một cái công năng của cái lồng này nữa mà ít có ai nói cho các bạn biết nha. Là khử khuẩn ozone. Các bạn nên nhớ là khử khuẩn ozone chứ không phải là sấy ozone. Đây, bây giờ mình tắt này. Đó. Bật này. Cái nút giữa này là rất ít người nói cho các bạn biết để làm gì, đúng không? Các bạn ấn giữ 5 giây. 1 2 3 4 5. Đó. Như vậy là đã vào chế độ khử khuẩn ozone. Thì lúc này là chúng ta không được cho mèo vào trong này. Và có đồ chơi của mèo đó, có khăn tắm hay gì chúng ta bỏ vào đây, chúng ta khử khuẩn cũng được. Chúng ta sợ là mèo lây bệnh cho nhau đó. Sau khi chúng ta sấy xong thì chúng ta khử khuẩn cái lồng cho nó sạch. Rồi, tắt đi này. Rất hiện đại. Phía dưới này, mở siêu. Là một cái khay nhựa. Tới khi mèo nước các thứ đấy nó rơi xuống dưới này thì ta mang khay này đi vệ sinh.
Đó. Ta nhìn bên dưới này có gì nha. Như bạn có thể thấy bên trong nó có một cái thanh nhiệt kìa. Ha. Nên mấy cái này cũng dễ sửa thôi, dễ bảo hành thôi. Có một cái hộp tặng kèm. Nào cũng dán siêu hết này các bạn. Cảm giác đập hộp mấy em lồng sấy này thích lắm nha. Cảm giác giống như là cái kỷ nguyên mà cực khổ của các sen đó nó chấm dứt rồi. Mua lồng sấy về tắm xong rồi bỏ vào thôi. Là mình đi chơi thôi. Chai tinh dầu này các bạn biết làm gì không? Chai này nè là mình mang mình nhỏ vào đây. Nhỏ vào đây. Rất là thơm. Rất là thơm luôn á. 50ml, 50ml. Này. Bên trong là có một cái lược nữa. Lược này. Như vậy thôi. Với lại một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Còn cái lồng thứ hai bên này. Đây, chúng ta nhìn lại một lần nữa đi. Rất là đẹp đúng không? Nắp chốt gài. Ở đây nó có một cái lẫy này. Ha. Đó. Cứng cáp, rất đẹp. Cái thứ khoảng 50. Nhân 50 hơn đó. Lồng này là 600W nha. Sử dụng điện là 220. Đấy, do nhà mình là không có cái ổ cắm ba cháu nên mình cắm vào đây thôi chứ cứ điện 220 là được. Cắm ba cháu này gồm có ba chân, hai chân này là tiếp xúc điện và chân này là chân nối đất, chân thứ ba này là chân nối đất này. Thì các bạn có thể là bẻ đi, mà muốn cho nó nguyên rinh thì ra ngoài tiệm điện á, mua một cái ổ cắm ba chân có 10.000 thôi, từ ba chân ra hai chân á là dùng được. Rồi, còn cái lồng thứ hai là lồng Barbifix là cắm điện nha. Rồi, lên rồi đây. Lồng Barbifix này á thì nhỏ hơn khoảng từ đây, để mình canh lại góc máy đây. Lồng Barbifix này thì nhỏ hơn, chứa được khoảng 2 em 5-6kg á. Và được tặng kèm một cái khăn siêu thấm này. Dùng cái khăn này rất là thích nha. Rồi. Lồng này thì cũng khoảng là 40. Nặng 4,4kg, 600W luôn. Mở cửa được từ hai bên luôn. Đó, hoặc là mở rời cửa ra luôn. Này, nhựa cứng. Bên trong tấm sàn này là mở lên được. Đó, gió nó sẽ luồn từ đây, luồn xuống dưới này và cuộn lên. Trong này nó có một cái thanh nhiệt. Thanh nhiệt. Đó, cách sử dụng như sau. Hơi chói đúng không? Đây, nút cộng, nút trừ. Hai nút mũi tên quay lại, bấm mũi tên thứ nhất này. À, dưới này chứ. Đây, dấu chấm là để chỉnh nhiệt độ. Trên này là để chỉnh phút. Này, chỉnh nhiệt độ này. Đó, còn chỉnh phút là 10 phút này. 15. Đó. 20 đi ha. Sau đó mình ấn giữ. Ấn giữ nút này. Là lồng chạy. Rất đẹp. Nhà bạn nào mà nuôi một bé đó thì có thể bỏ vào mua cái Barbifix này cũng được.
giá cả thì có thể sẽ thay đổi. Ví dụ như hôm nào mình xe công mà trống đó mình nhập được nhiều thì nó sẽ thấp hơn, cái tiền vận chuyển nó ít hơn thì giá cả nó sẽ thấp hơn. Còn khi nào mà bên Trung Quốc mà đang dịch căng thẳng, nhập được ít thì giá nó hơi chênh hơn tí nha, nhưng mà mình sẽ cố gắng là chỉ có thấp hơn thôi, chứ tăng giá lên cũng khó. Cố gắng làm sao để mỗi hộ gia đình nuôi mèo đều có một cái lồng sấy thôi, mua về rất là thoải mái các bạn. Còn về thời gian sấy, thực ra là nhiều bạn cũng quan tâm, nhưng mà theo mình nghĩ là không cần quan tâm nha, tại vì là vào trong này rất là ấm, rất là êm, nên các bé sẽ rất là thích. Các bé sẽ rất là thích nha. Còn lại thời gian thì các bé cứ nằm trong đây, 600W thì một tiếng đồng hồ sấy nó chỉ tầm là 2.000 tiền điện thôi. Trên kênh YouTube của mình có rất là nhiều clip test đó, thì các bạn đó cứ lên đó xem, nó cũng không tốn điện nhiều đâu. Rồi bây giờ mình bắt cái em người mẫu của mình bỏ vô đây xem thử là nó có, xem nó có vừa không nha. Rất là ấm này. Đó là như mèo nhà mình thì khoảng 8 kg, thì sấy một em là ok, còn nếu mà nhỏ hơn thì được 2 em. Nó không ồn thôi nha, như các bạn xem đây, mèo nhà mình là nó bướng vậy đó, chứ không phải là nó sợ. Này nó rất êm nè, mình để gần mà các bạn nghe máy đang chạy nè. Nhìn toàn cảnh nè, đẹp quá ha. Ok, rồi bây giờ là để xem bên X-Marvel thì như thế nào. Pet Marvel thì vẫn khá rộng. Đây. Bật lên thử xem em có sợ không nha. Quạt mạnh nhất nè. Rồi để một lúc chạy. Này các bạn đoán xem là nó chạy chưa? Chạy rồi đó các bạn. Nghe êm quá đúng không? Chả cảm nhận được gì. Ở ngoài mới biết các bạn, tại ở ngoài khi quạt nó chạy nó có cái tiếng hơi ù ù. Cái màn hình LED này bắt vào trong video nó hơi xấu hơn. Số đang số 60 đó. Ở dưới này là quạt này. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Ai có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ Zalo mình 0327 072422 nha. Đó, sẵn hàng cho các bạn là trong dịp Tết này luôn.
0327072422. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.